một loại là ốc có nắp và một loại là không có nắp. Đây này, như các bạn thấy này, cái con ốc này là ốc có nắp nhé. Còn cái con ốc phía trên này này, loại này là loại không nắp này. Con này bắt là bị khả năng bị đi tù đấy nha các bạn nhá, tại vì nó là nằm trong cái danh sách động vật được nhà nước mình bảo vệ đấy, chứ không phải là đơn giản đâu. Gọi là quá là thành công rồi các bạn ạ. Đây, còn đây là Bình này, dân chuyên nghiệp nhá. Có trường hợp đi soi bị rắn cái này cắn rồi nhá các bạn nhá. Xin chào, chào mừng các bạn đã quay trở lại với nội dung tiếp theo trên kênh Hương Sắc Miền Núi Vlog. Hôm nay anh em chúng tôi có một cái chuyến trải nghiệm đi rừng bắt ốc núi các bạn ạ. Cái ốc núi thì chắc hẳn là có một số bạn đã được từng ăn rồi và cũng từng biết đến rồi. Nhưng mà để khai thác được một con ốc núi ấy, thì không hẳn là các bạn nào cũng biết đâu. Thì hôm nay tôi sẽ đưa các bạn đi trải nghiệm một chuyến xem là cách bắt con ốc núi này nó như thế nào các bạn nhé. Thì hiện tại anh em chúng tôi đang di chuyển đến cái chân núi, cái địa điểm mà bắt ốc rồi. Thì đặc thù là cái con ốc núi này thì nó chỉ sống ở khu vực núi đá thôi các bạn ạ. Và ban đêm thì nó ra, nó ở trong, ban ngày thì nó trốn ở trong những cái khe đá hoặc là dưới lớp lá cây ở phía dưới nền rừng ấy. Ban đêm thì nó mới bò ra để nó kiếm ăn. Nên anh em chúng tôi hoặc là tất cả những người nào mà người ta đi bắt về để bán ấy, thì cũng đa phần là đi vào ban đêm mới bắt được các bạn nhé. Bây giờ là khoảng 5 giờ chiều rồi, trời cũng chưa được tối lắm đâu. Thì bây giờ anh em chúng tôi cứ di chuyển lên lưng chừng núi phía trên kia thì nó tối thì bắt đầu tiến hành soi là vừa. Bây giờ thời điểm đang là tháng 4 âm các bạn ạ. Thời điểm này thì nó đang vào rộ, vào mùa. Dân người ta đi khai thác để bắt cái con ốc núi này về bán rất là nhiều. Cách đây khoảng 1 tháng ấy thì cái thời điểm đầu mùa ấy thì người dân người ta đi bắt về người ta bán ấy, thì nó sẽ được giá hơn. Cái thời điểm đó thì 1 cân nó rơi vào khoảng 50 đến 60 nghìn. Nhưng mà cái thời điểm mà rộ như bây giờ ấy thì cái giá nó giảm còn một nửa thôi các bạn ạ. Anh em chúng tôi đã di chuyển lên đến lưng chừng cái con ngọn núi này rồi các bạn ạ. Đây này, trên đường đi tôi có bắt được một con ốc này. Thì đây cũng là một loại ốc núi các bạn ạ. Nhưng mà cái kích thước nó nhỏ hơn. Con này cũng ăn được các bạn nhé. Nó nhỏ hơn con ốc núi kia rất là nhiều. Bò chung núi đi. Đấy à? Ừ. Cái đấy thì được một miếng. Đấy còn to hay nhỏ hơn gì? Đây tôi quay cho các bạn xem cái đường di chuyển này. Trơn lắm các bạn ạ. Đa số là vách đá dựng đứng. Thôi để khi nào mà bắt đầu tiến hành soi tôi sẽ quay tiếp cho bạn nhé. Bây giờ tôi cất máy quay vào trong túi đây vì đường nó trơn quá. Mày loại ghê, em đi mua, giờ mua nó ngủ. Phía dưới này có mấy chị em cũng đang đi soi ốc này các bạn này. Thì bây giờ đang là cái thời điểm chớm đầu mùa mưa mà đâm ra là người dân người ta đi soi về người ta bán lấy tiền khá là nhiều. Phải đi mua thóc còn đỡ. Giật mình nhé. Chỉ một nửa tuổi thôi. Wow, có cái gì quay đẹp thế? Đang quay người khác lên à? Mình đi bắt ốc về bán à chị? À, thế à. Có hay đi không? Chị em mình có hay đi không? Có nè. À, thế à. Mỗi lần đi được yến không? Để bọn em còn có động lực đi chứ. Hôm nay mới lên đây tìm lần đầu tiên đấy. 2 cân có khi là được. À đấy. Thôi 2 cân là đủ uống rượu rồi. Thế rồi. Bọn em đi tìm về để uống rượu thôi chứ không phải mang bán đâu.
2 cân là được rồi. Đi tìm cái gì đấy? Tìm ốc ạ. Tìm ốc ạ. Lấy cái này đi xuôi ốc á. Lâu không ăn. Đi tìm con ong đấy. Không ạ. Ong ai đi soi tối bao giờ. Bây giờ là khoảng 7 giờ tối rồi các bạn nhé. Anh em chúng tôi đã đến cái địa điểm soi ốc rồi. Thì đây, tôi quay cận cảnh cho các bạn xem là con ốc rừng đây, nó sống như nào đây. Đây này. Đây các bạn nhé, đây là con ốc rừng nhé. Thoạt nhìn bên ngoài thì cái vỏ của nó rất là giống cái lá mục. Nên là phải khá là tinh mắt thì mới phát hiện được nó đấy. Đây này, con ốc này. Bây giờ tôi bắt nhé các bạn nhé. Đây này. Một con ốc đầu tiên. Cái phần vỏ của nó nhìn rất là giống là cái lá cây mục. Hôm qua có một trận mưa nên là hôm nay cái phần nền rừng nó ẩm ấy. Ốc ra khá là nhiều. Để bắt được một cân ốc này không hề đơn giản một chút nào các bạn ạ. Có những cái chuyến đi trải nghiệm này thì mới biết là những cái người đi rừng mà người ta bắt được những cái cân ốc về để bán thì rất là vất vả. Chưa kể là đối mặt với khá là nhiều nguy hiểm. Nguy hiểm tại sao tôi nói nguy hiểm? Thứ nhất là di chuyển trong rừng vào ban đêm. Mà ở nhất là ở cái khu vực núi đá này này. Cái khả năng ngã mà bị gãy chân tay là chuyện quá là bình thường luôn. Vỏ rất là nhiều luôn các bạn ạ. Đây này. Đây là những cái vỏ mà nó bị những con ốc này nó bị chim ăn. Có một loài chim nó rất là thích cái loại ốc này này. Thường thường thì nó sẽ mổ nó ăn cái phần ruột bên trong này. Đây này, đặc biệt là trong những cái khe này các bạn có thể thấy là cái vỏ ốc rất là nhiều luôn. Đây, phía trong này tôi mới phát hiện thêm được 2 con nữa này các bạn này. Đây các bạn nhé, đây này, để tôi quay cận cảnh cho các bạn xem. Đây này, thì đối với loại ốc rừng này thì nó có 2 loại các bạn ạ. Một loại là ốc có nắp và một loại là không có nắp. Đây này, như các bạn thấy này, cái con ốc này là ốc có nắp nhé. Còn cái con ốc phía trên này này, loại này là loại không nắp này. Đây thì tôi bắt lên tôi cho quay cận cảnh cho các bạn xem. Loại không nắp vậy, có nắp nó khác nhau ở điểm nào. Đây này, đây là loại có nắp các bạn nhé. Đây này, cái phần nắp của nó này. Còn cái loại này là nó không có nắp này. Đây này, các bạn có thể nhìn thấy này. Đây nhá, 2 con nó hoàn toàn khác nhau. Thì đối với cái loại có nắp này thì bán nó sẽ đắt hơn là cái loại không có nắp này các bạn nhé. Nhưng mà bù lại cái loại không có nắp này này, nó rất là nhiều thịt luôn. Vì cái phần vỏ nó mỏng mà. Đây này, phần vỏ nó rất là mỏng luôn này. Đây này các bạn này. Tiếp theo, ở đây có một con không có nắp này. Đây này các bạn này. Còn đây, đây lại có một cái con nhỏ giống, à 2 con. 2 con nhỏ giống cái con mà lúc nãy tôi bắt cho các bạn xem ấy. Đây này. Di chuyển ban đêm khá là nguy hiểm các bạn nhé. Những cái khe đá này mà không cẩn thận là rất dễ bị kẹp chân và rất dễ bị gãy chân luôn. Đây, con ốc nhỏ này nữa. Tôi đang bị bỏ lại phía sau rồi các bạn ạ. Thôi bây giờ phải di chuyển lên phía trên này để đi cùng với anh em nhé các bạn nhé. Tại vì là cái rừng này ban ngày thì còn dễ xác định phương hướng, nhưng ban đêm này rất là khó xác định phương hướng luôn. Wow. Cô loanh quanh mãi ở dưới kia mới tìm đường lên được. Con này nó mới ở dưới đất nó bò lên này. Các bạn có thể thấy là cái phần đất của nó vẫn còn dính này. Phần vỏ của nó vẫn là dính đất này. Thì cái loại ốc này tập tính của nó là ban ngày nó sẽ nấp ở trong những cái lớp đá mục ở phía dưới này. Lớp lá mục nha các bạn nhé. Hoặc là trong khe đá. Thì ban đêm trời mát
thì nó sẽ bò ra nó kiếm ăn. Đặc biệt là đối với những ngày mà ban ngày trời mưa ấy, ban đêm nó ra rất là nhiều luôn. Đây này. Cái loại ốc này ấy thì tùy từng vùng nó sẽ có những cái tên gọi khác nhau. Như là ốc đá này, ốc núi này, hoặc là ốc thuốc. Đây này các bạn này, đây có một con nữa này. Nhưng mà tôi thấy cái ốc ở cái vùng này nó khá là nhỏ các bạn ạ. Đây một con nữa. Nó không được to lắm. Mọi lần tôi thấy người ta bán ở chợ con rất là to luôn. Nó to gấp đôi, gấp ba con này luôn này. Hay là con to người ta bắt hết rồi thì không biết được. Nó chỉ thế thôi á. Nhưng mà tôi thấy có cái loại ốc có nắp. À đây, 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 đây các bạn này. Đây này, bây giờ tôi mới thấy con to đầu tiên này các bạn này. Đây nhá, đây này, cận cảnh cho các bạn xem này. Đây này, con này to, khá là to đấy. Đây này. Đây này các bạn này. Tầm này nó cũng chưa to lắm đâu. Ngoài chợ có con nó còn to hơn con này nữa cơ. Đây này, như con này này các bạn này. Rõ ràng bình nó vừa đi qua đây trước nha các bạn nhé. Nhưng mà không phát hiện được. Chắc là do di chuyển nhanh quá không để ý. Phía trên này không còn nữa. Đây này. Đôi khi tôi đi như này mà cứ mãi lê quay cho các bạn xem này hay bị bỏ lại phía sau. Đây này, không còn nữa này. Đây, có hai con ở ngay gần nhau luôn này các bạn này. Con ốc này có thể sống ở bất kỳ chỗ nào các bạn ạ. Đây này, như ở phía trên này là có một cái thân cây gỗ mục này, nó trèo lên cả phần trên này luôn này. Đây tôi bắt được ba con ở đây. Thì thức ăn chủ yếu của cái loài ốc rừng này thì nó là cái lá cây mục các bạn nhé. Bạn nào mà ở khu vực Hòa Bình hay là Thanh Hóa thì chắc chắn là sẽ không lạ gì cái con ốc rừng này rồi. Phía dưới này là một cái vực các bạn ạ. Nên di chuyển ở những cái khu vực như núi đá như này hết sức là cẩn thận. Đôi khi nó nguy hiểm đến tính mạng luôn ấy. Đây này, khá là sâu luôn. Nãy giờ tôi vẫn là thắc mắc các bạn ạ. Tại vì là không hiểu sao tôi thấy người ta bán ở chợ ốc nó rất là to luôn. Nhưng mà khu vực này thì lại toàn cái loại ốc nó chỉ nhỏ nhỏ như này thôi này. Không biết là do ốc to người ta bắt hết rồi hay sao mà lại không thấy con nào. Đây này các bạn này, đây có một cái vỏ ốc khá là to. Đây này các bạn này, nó phải to như này cơ. Ở ngoài chợ người ta hay bán là cái loại toàn loại to như này này. Nhưng mà hôm nay nãy giờ tôi soi từ dưới kia lên mà chưa được con nào nó to như này cả. Toàn cái loại nhỏ nhỏ thôi. Bình nó đang ở dưới này. Được nhiều chưa? Đâu soi thử xem nào. Xem này. Này chắc được gấp đôi tao nhỉ? Biết đâu. Chắc có toàn loại ốc nhỏ nhỏ ấy thôi đúng không? Được con nào to không? Đây đây các bạn này. Đây tôi quay cận cảnh này. Chỗ này được khoảng hơn cân rồi nhỉ? Ít đấy, không có nhiều mấy. Bình ấy thì nó đi chuyên nghiệp rồi các bạn, đi rừng chuyên nghiệp rồi. Còn có tôi thôi, tôi dân amateur mà đây này. Các bạn nhìn trang phục là biết này. Đi soi ốc mà cầm cái túi bóng này theo là biết là dân amateur rồi. Không phải chuyên nghiệp rồi. Chuyên nghiệp người ta phải như này cơ. Xách nguyên cái bao con cò này này. Để phòng trường hợp mà nhiều, để được nhiều.
Chứ còn như tôi này thì gọi là khoảng một cái túi đai còn là sau hẳn một cái gùi. À đẹp. Ừ, ngày nếu xưa thì theo chia sẻ của Bình ấy thì ngày xưa ốc này nhiều lắm các bạn. Nhưng mà bây giờ người dân người ta biết ăn nhiều, với lại người ta đi người ta khai thác về để người ta bán đấy các bạn. Nên thì nó cũng không còn được nhiều như ngày xưa nữa. Đi 3 tiếng là được 2 cân. Đấy, như Bình nó chia sẻ là ngày xưa đi 3 tiếng là được 20 mấy cân rồi. Nói chung thì hôm nay em chúng tôi đi chủ yếu là trải nghiệm, với lại đi bắt về cho gia đình sử dụng là chính thôi, chứ còn cũng không buôn bán gì cả. Đây này các bạn này, cái khu vực này là ngày xưa là người ta khai thác gỗ này. Gỗ này là gỗ nghiến nhá các bạn nhá. Đây này, hiện tại vẫn còn rất là nhiều cái mảnh ván người ta bỏ lại này. Đây là nhiều. Đầu mẫu này. Gỗ này là gỗ nghiến đấy các bạn này. Đây này. Tại vì là cái gỗ nghiến này, đặc trưng của cái loại gỗ nghiến này thì nó chỉ mọc ở núi đá thôi. Đó. Này cắt hết rồi. Ở đây này các bạn này. Đây có cục khá là to này. Cục này người ta cắt hết rồi các bạn này. Khu vực này ngày xưa là chắc là có mấy gốc nghiến ở khu vực này bị hạ đấy. Đây này các bạn này, người ta bỏ lại này, những cái cục này rất là to, mà gỗ này là toàn là gỗ tốt đấy các bạn nhé, gỗ nghiến đấy. Ui, đây này các bạn này, cái con rắn mà tôi nói này các bạn này, đây này, đây thì tôi quay cận cảnh cho các bạn nhá. Đây này, nguy hiểm lắm, rắn này là rắn có độc nha các bạn nhá, không phải là đơn giản đâu. Đây này, nó đã chui vào khe đá này, thì tôi quay cận cảnh cho. May quá nãy giờ không gặp. Để cho các bạn. Đây này. Đây này. Nó đang thu mình để thế tấn công các bạn này. Đây này. Đấy, rất là nguy hiểm nha các bạn nhé, không phải là đơn giản đâu. Tìm được một con ốc về để bán thì đủ thứ. Đây này. Đấy, nó đang thủ thế đấy các bạn ạ. Rắn này tôi nghĩ là nó là thuộc dạo họ rắn hổ đấy. Có trường hợp đi soi bị rắn cái này cắn rồi nhá các bạn nhá. Tại vì là cái loài rắn này nó rất là dạn người luôn. Nó thấy tiếng động hầu như nó còn không thèm di chuyển cơ. Thôi để cho nó đi các bạn nhé. Phía ngay cạnh này có một con ốc này. Tôi bắt con ốc này xong rồi tôi di chuyển thôi. Nó đã di chuyển xuống cái phần bạch khá rồi. Wow. Bây giờ là khoảng hơn 8 giờ rồi các bạn ạ. Anh em chúng tôi di chuyển để xuống để về nhé các bạn nhé. Thế thôi. Đường nó trơn đi nguy hiểm quá. Đây, Bình với đây. Bạn ấy xuống trước rồi. Tôi đi sau cùng. Trơn lắm các bạn ạ. Đất thì nó là đất đỏ. Mưa có 1-2 trận mưa trơn cực kỳ luôn. Như là bôi mỡ ấy. Đi khá là nguy hiểm. Ốc thì anh em muốn anh em bắt được khoảng cân hơn cân thôi. Nói chung là cũng được một bữa. Như vậy là cũng tương đối là thành công rồi. Đấy. Hôm nay tôi đi quay thực tế cho các bạn là xem là người ta đi bắt ốc rừng như thế nào, các bạn thấy nó vất vả và nó nguy hiểm như nào nhá. Hôm nay tôi cũng đi lần đầu tiên đấy. Như Bình thì nó đi nhiều rồi. Hai em đi trước đây. Thôi để khi nào lát nữa xuống chân núi tôi sẽ soi, tôi sẽ quay thành quả của hai anh em kia xem hôm nay bắt được nhiều không nhé. Trên đường về thì anh em gặp một con gì đấy các bạn, không biết là con gì. Bây giờ để anh em di chuyển vào xem nhé, tại vì soi đèn lên cái bóng cây nó bắt đèn rất là sáng luôn. Để anh em tôi lại xem con này là con gì. Con gì đấy? Cu li à? Con này con cu li các bạn. Đấy đây. Đấy, đấy. Nó nằm đây đấy. Đây này các bạn này. Cái khía ánh đèn tôi chỉ kìa. Đấy, nó nằm trên tít ngọn cây đấy, bắt đèn. Rất là sáng luôn đấy đấy. Không biết là các bạn có nhìn thấy không? Hơi xa các bạn có thể là hơi khó. Xoay nhé.
Ừ. Đi đâu bảo. Nhẹ nhàng, nhẹ nhàng. Đây này các bạn này, nó đang ngồi ở phía cái đèn tôi chỉ này. Nó ngồi ít luôn. Bình nó đang chặt cây để cho nó đổ xuống để bắt các bạn. Từ từ nhá. Nó về đây. Đây này các bạn này, con này là con cu ly nhé các bạn nhé. Con này thì nó là nằm trong danh mục động vật được bảo tồn ấy, nên anh em chúng tôi bắt xong là thả đi thôi nha các bạn nhé, chứ không không phải bắt để ăn thịt hay là buôn bán gì đâu. Thôi thả cho đi nhé các bạn nhé. Nhanh không? Kiểu nó khâu đầu ấy nhỉ. Cho nó lên cây đấy luôn. Con này là con cu ly hay còn gọi là con khỉ gió. Nó di chuyển khá là nhanh. Ấy. Đây này. Cắn nhau hay sao mà bị một vết cắn trắng nhau. Tinh ở đằng như sau. Kiểu khâu ấy. Kiểu ác. Cắn nhau. Thôi để cho đi nhé các bạn nhé. Anh em chúng tôi tiếp tục di chuyển về thôi. Đuổi rồi. Trèo lên tít gần ngọn rồi nhỉ. Yeah. Tưởng là con cầy hay con cáo gì. Ra là con cu ly. Kìa các bạn này, nó di chuyển lên tít trên ngọn kia rồi kìa. Khá là nhanh luôn. Con này bắt là bị khả năng bị đi tù đấy nha các bạn nhá. Tại vì nó là nằm trong cái danh sách động vật được nhà nước mình bảo vệ đấy, chứ không phải là đơn giản đâu. Thế thôi anh em chúng tôi bắt và thả nó đi thôi. Quay cho các bạn xem thôi. Đâu? Lên ngọn chưa? Chạy đào ông này về tìm ấy này. Tít trên ngọn rồi các bạn ạ. Đây các bạn ơi, anh em chúng tôi đã đến cái chỗ nghỉ mà ban chiều chúng tôi lên nghỉ. Đây bây giờ tôi sẽ soi thành quả của hôm nay cho anh, của anh em chúng tôi cho các bạn xem nhé, xem được nhiều không nhá. Đây, đầu tiên là bạn ấy này, ủa chỗ này được 2 cân không? Cân rưỡi nhỉ? Cân rưỡi cân. Đây, khá là nhiều các bạn, đa số là toàn các loại ốc nhỏ nhỏ thôi, có một cá biệt là có một số con to này. Loại này là loại không có nắp này các bạn này, loại không nắp thì đa số nó rất là to. Còn đây là của tôi với Bình. Đấy nha, hôm nay tôi so bạn xem của tôi trước này. Đây này các bạn này, chỗ này cũng được khoảng gần cân nhé các bạn nhé. Tại vì cái giống ốc này nó rất là nặng lắm, nó nặng vỏ mà. Đây, đây là của tôi các bạn nhá. Hôm nay nói chung là amateur mà lần đầu tiên đi bắt được như này là cũng gọi là quá là thành công rồi các bạn ạ. Đây, còn đây là Bình này, dân chuyên nghiệp nhá. Đấy. Chỗ này chắc khoảng cân rưỡi, gấp rưỡi của tôi. Đây này. Rồi nói chung là hôm nay anh em đi vui thế, như vậy là cũng tương đối là thành công rồi các bạn ạ. Biển này nó cũng ốc này nó cũng không còn nhiều nữa, nên mỗi đêm đi soi được cân hơn cân như này là cũng thành công rồi. Rồi anh em chúng tôi nghỉ ngơi ở đây một tí rồi di chuyển xuống cái chỗ để xe ở phía dưới chân núi các bạn nhé. Thời điểm bây giờ cũng rơi vào khoảng đây, để tôi xem bây giờ mấy giờ rồi. 8 giờ. Anh em trước khi đi thì cũng chưa ăn uống gì đâu, rất là đói rồi. Bây giờ là 8 giờ rồi các bạn ạ. Thôi bây giờ anh em chúng tôi tiếp tục di chuyển xuống dưới nhé các bạn nhé. Đây này các bạn này, tôi quay cho các bạn xem, con này là con thạch thùng ở trên núi đá các bạn nhé. Nhiều bạn nhìn qua thì có thể là tưởng giống con tắc kè đấy, nhưng mà thực ra đây không phải là con tắc kè đâu. Đây này. Nó núp ở đây, nó trốn này các bạn này. Không di chuyển đâu, khá là hiền. Mới bắt được không? Ôi, không bắt được. Ôi dồi ôi.